Liên quan đến vụ người đàn ông 30 tuổi ở Tiền Giang đánh con gây xôn xao dư luận, nhiều dân mạng đã truy lùng danh tính cũng như chỗ ở của gia đình này. Chỉ ít giờ sau đó, rất đông người đã tìm đến tận dãy nhà trọ, lao vào đánh tới tấp ông bố đánh con trong clip để xả giận. Thế nhưng những ngày qua, dư luận tranh cãi quanh việc một trang Facebook được cho là của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng treo thưởng 20 triệu đồng cho người nào tát vào mặt người đàn ông bạo hành con trai trong lúc say rượu. Sau dòng trạng thái đó, vào ngày 18 tháng 10, khoảng 100 người tìm đến một nhà trọ của anh Tý ở thành phố Mỹ Tho, người cha đánh con trong clip để đánh người đàn ông này. Ngày 22 tháng 10, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã nắm về việc thông tin trang Facebook được cho là của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng xúi dục cộng đồng mạng đánh người khác và treo thưởng 20 triệu đồng. Tuy nhiên, trang Facebook trên đã gỡ status liên quan đến vụ người cha bạo hành con. Cảnh sát đang tập trung điều tra vụ anh Tý bạo hành con trai và bị một số người hành hung. Chiều ngày 18 tháng 10, Công an tỉnh Hòa Bình xác nhận đã tạm giữ khẩn cấp hai nghi can liên quan đến vụ đổ dầu thải vào nguồn nước sông Đà gây chấn động dư luận trong hơn một tuần qua. Cụ thể, cơ quan công an xác định ba nghi can gây ra vụ đổ trộm dầu thải gồm Nguyễn Trương Đại, 25 tuổi, quê ở Thuận Thành, Bắc Ninh, Hoàng Văn Thám, 33 tuổi, huyện Văn Lang, Lạng Sơn, Lý Đình Vũ, 37 tuổi, quê huyện Thuận Thành, Bắc Ninh. Cơ quan công an tạm giữ khẩn cấp Đại và Thám để điều tra. Làm việc với cơ quan điều tra, bước đầu hai nghi can bị tạm giữ đã khai ngày 6 tháng 10 được Lý Đình Vũ thuê lái xe ô tô biển kiểm soát 99C08783 đi từ Bắc Ninh đi lấy chất thải, rồi mang đến địa phận xã Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình để đổ trộm. Trước đó, để lấy được chất thải, hai đối tượng nói trên được giao nhiệm vụ đến công ty gạch gốm sứ Thanh Hà tại thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ để lấy chất thải, rồi bơm vào 10 thùng chứa, tổng dung tích khoảng 10 mét khối, rồi đi về xã Chí Đạo, huyện Văn Lâm, Hưng Yên để gửi xe. Đến ngày 8 tháng 10 thì đi đổ trộm dầu thải. Tuy chưa có thống kê chính thức, ước lượng có khoảng 1,4 triệu dân thủ đô Hà Nội bị ảnh hưởng sau vụ đổ dầu thải vào nguồn nước nhà máy sông Đà.